Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Rồi Đức Giê-xu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông, sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em của ông Philip-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế, ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm quá khích và ông Giu-đa Iscariot, là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Quý vị và các bạn thân mến, ngày sinh ra, ta được cha mẹ đặt cho một cái tên. Cái tên ấy có khi được thai nghén từ rất lâu trước khi đứa con sinh ra. Nó hàm chứa một ước muốn nào đó của cha mẹ trên cuộc đời con cái sau này. Cái tên nó gắn liền với một ý nghĩa, hay có khi chỉ là sự chọn lựa đặt ngẫu nhiên. Ngày rửa tội, người có Kitô hữu lại được ngày rửa tội, người có Kitô hữu lại được thêm một cái tên mới, đó là tên thánh. Tên thánh đi liền trước tên gọi của chúng ta để lập thành danh xưng Kitô hữu, đồng thời nói lên ước muốn noi gương vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng. Gọi đích danh một cái tên, ta không kêu lên một danh xưng, mà kêu lên cả con người của họ, bao hàm toàn thể những gì thuộc về người đó. Người phương Tây có thói quen gọi họ thay cho tên để nói lên tính toàn thể của con người này. Chúa Giê-xu gọi tên từng tông đồ một, lập thành nhóm 12, nhóm thân cận cùng với người để chia sẻ sứ mạng cùng với Chúa. Định hướng không đổi và sứ mạng Chúa nêu ra quá rõ ràng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel và loan báo nước trời đã gần đến. Trong số những tông đồ đó có những tên gọi khi sướng lên, ta mường tượng cách tỏ tường về con người của họ, như Phê-rô, Giacôbê và Gioan. Hay có những tông đồ mà ta cũng hiểu rõ về họ cách tường minh, Giu-đa Iscariot, kẻ bán Chúa, người phản bội và cái chết tự sát. Có người có ảnh hưởng lớn, có người lãnh đạo, có người giữ túi tiền, có người thì ta không nắm nhiều thông tin về các ngài nhiều lắm. Và có thể nói có người trội trang, có người mờ nhạt. Kitô hữu là một danh xưng, thế nhưng khi nói tôi là một ai đó, xác định đó không còn là danh xưng mà là toàn thể con người của tôi. Dù chúng ta thay danh xưng, thay tên đổi họ, con người của tôi vẫn thế. Tên gọi gắn liền với con người. Chúa gọi tôi để trở thành một Kitô hữu, thành môn đệ của người, nghĩa là người mang Chúa Giê-xu, người có Chúa. Tôi cũng thông chia sứ mạng các tông đồ. Ngài gọi tôi với một tên gọi nào đó, không chỉ là một danh xưng, mà là mời gọi toàn thể con người tôi phải làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa đã chọn con làm Kitô hữu, nghĩa là người theo Chúa.
Xin cho con khi sống ơn gọi đó, con biết làm chứng cho Chúa với toàn thể con người này. Amen.